Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hồ Yêu Loạn Thế của tác giả Khát Chí. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, chia sẻ video và đừng quên comment những nhận xét của quý vị sau mỗi video. Đặc biệt, hãy donate cho kênh để kênh có thêm kinh phí xây dựng, duy trì và để Khánh Duy có thêm động lực ra được nhiều video hơn gửi tới quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay, Hồ Yêu Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Một tiếng thét ngân dài vang dội, như thần tựa như ma, quanh quẩn trong Đao Sơn địa ngục. Vương Tử Vũ toàn thân được bao bọc bởi một tầng hắc vụ nồng đậm, đó là yêu khí đặc quánh, khiến cho người ta run rẩy sợ hãi. Nó chậm rãi đứng dậy, không chú ý đến đám âm hồn liều mạng vốn vây quanh người nó. Cũng không biết từ lúc nào đây, tất cả đều đã ngừng tay, ngơ ngác đứng đấy nhìn nó. Trong mắt nó chỉ có hai cánh tay mọc đầy lông trắng, cùng 10 cái móng tay đỏ như máu trên đầu ngón tay, vừa dài vừa nhọn. Cũng không biết từ khi nào, cánh tay trái của nó vốn đã gãy lìa, không ngờ tự lành lại, hoàn hảo như chưa bao giờ bị thương. Hơn nữa, cao thấp toàn thân, vô số vết thương dày đặc, chi chít cũng tự động khép lại lành hẳn. Nếu không phải là quần áo rách nát đến không chịu nổi, nó thậm chí còn cho rằng vô số đao kiếm đâm chém một màn vừa rồi chỉ là một giấc mộng nam kha. Trong quá trình yêu hóa, thanh trường đao ngăm đen kia đã sớm trở lại trong cơ thể nó, yên lặng trôi nổi ở vị trí ban đầu. Chỉ có điều ba đoàn chân khí vốn đang quanh quẩn trong trường đao lúc này đã biến thành một đoàn màu sắc hỗn độn, thể tích lớn hơn đoàn khí vài lần. Lực lượng toàn thân tràn ngập trước nay chưa từng có, một loại lực lượng mang tính bộc phá. Phương Tử Vũ thậm chí mơ hồ cảm giác được bản thân lúc này nếu như cùng lão đạo sĩ một lần nữa đánh một trận lấy cứng đối cứng cũng chưa hẳn đã thua. Chỉ có điều nếu lúc này đây nó có thể nhìn thấy khuôn mặt mình, nó sẽ kinh ngạc phát hiện sau khi biến thân bộ dạng của nó rất giống với Phúc Thúc và Vũ Nương sau khi biến thân. Đây mới là bộ mặt thật của yêu hồ nhất tộc. Trước kia Phương Tử Vũ đã từng thức tỉnh, chỉ có điều khi đó biến hóa chỉ diễn ra ở đôi mắt. Hơn nữa khi biến thân, ý thức sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn, tối đa chỉ có thể ở trong trạng thái nửa thức tỉnh. Lúc này đây ý thức của nó thập phần rõ ràng, mà ngoài con mắt ra toàn thân trên dưới đều là bản thể của yêu. Đây mới là biến thân chân chính. Ngửa mặt lên trời thét dài ầm ầm một tiếng, một cỗ sóng khí không thể nào địch nổi đem âm hồn quanh người nó quăng ra xa. Yêu hồ chân thân rốt cuộc đã được thức tỉnh. Chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét mắt nhìn đám âm hồn đang không dám nhúc nhích ở xung quanh, Phương Tử Vũ khóe miệng nổi lên một nụ cười âm lãnh. Thiên kiếm chạm quỷ trừ yêu. Ông 18 thanh trường kiếm dùng linh khí hóa thành như liên hoa, chậm rãi nở quanh người Phương Tử Vũ. Mỗi một kiếm đâm ra đều chia ra bốn phương tám hướng. Đây là đạo thuật của Ngọc Hư Cung, lấy linh làm kiếm, lấy thân hóa kiếm, đem bốn phương tám hướng hoàn toàn bao phủ trong phạm vi công kích của thiên kiếm. Trước đây không phải là Phương Tử Vũ không muốn dùng đạo thuật để bảo vệ tính mạng, mà là đạo thuật cấp thấp căn bản là vô dụng, còn đạo thuật cao cấp nó sử dụng không được. Giống như thiên kiếm, loại đạo thuật cao cấp này chẳng hạn, thấp nhất cũng phải là phân thần kỳ cao thủ mới có thể sử dụng. Như lão đạo sĩ, lão mặc dù có thể dùng loại đạo thuật này, nhưng một lúc xuất ra nhiều thiên kiếm như thế này cũng không ăn thua. Cũng chỉ có Phương Tử Vũ, cái yêu thân quái thai đó mới có thể một hơi triệu xuất ra hơn 10 thanh thiên kiếm. Đột nhiên Phương Tử Vũ có cảm giác rất muốn cười. Thiên kiếm mệnh danh chảm quỷ trừ yêu, nhưng lại được một tên yêu nhân sử dụng ra, điều này quả thật là một sự châm biếm rất lớn. Ngừng lại không lâu, 18 thanh thiên kiếm đột nhiên bắn ra, mở rộng về bốn phương tám hướng. Mỗi một thanh kiếm tựa như có linh tính, bị Phương Tử Vũ khống chế, ở bên cạnh nó bay múa không ngừng thu gặt linh hồn. Đám âm hồn này đều là giết không chết, mỗi khi đem bọn chúng cắt nát thành hắc vụ thì lại có thể lập tức tái sinh xuất hiện. Tuy rằng bọn chúng không chết, nhưng sự thống khổ phải chịu đựng thì lại cực kỳ đau đớn. Nỗi đau đớn đến từ linh hồn cũng để đủ khiến cho người ta héo rút tim gan. Đây cũng chính là lý do tồn tại của Đao Sơn địa ngục. Đau đớn về thể xác so với những đau đớn về linh hồn mà nói căn bản là không đáng tính đến. 18 thanh thiên kiếm ở bốn phía xung quanh bay múa. Tuy Phương Tử Vũ lúc này công lực thâm hậu cũng cảm thấy không ăn thua, càng huống chi âm hồn xung quanh có tăng không giảm.
cuối cùng khống chế 18 thanh kiếm bay đến trước mặt nó. Phương Tử Vũ hét lớn một tiếng, 18 thanh kiếm lập tức dung hợp lẫn nhau, hợp thành một thanh kiếm vô cùng lớn. Phương Tử Vũ ngón tay niết thành kiếm quyết quát to: "Thiên kiếm, xuất!" Ầm một tiếng, thiên kiếm cực lớn đó tức thì phóng về phía trước. Vô số âm hồn ở trong phạm vi công kích của nó ngay lập tức bị cắt thành một đoàn hắc vụ. Thiên kiếm uy lực cực lớn, hơn nữa nó còn được mệnh danh trảm quỷ trừ yêu, đương nhiên đối với đám quỷ này có lực sát thương cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong Đao Sơn địa ngục, tiếng kêu khóc thảm thiết không ngừng vang lên. Thiên kiếm cuối cùng tan thành nhiều điểm sáng nhỏ, nhưng đòn công kích cuối cùng đã vì Phương Tử Vũ mở ra một con đường rất lớn trống trải. Không đợi đám hắc vụ một lần nữa xuất hiện, Phương Tử Vũ lấy tốc độ nhanh nhất chạy theo hướng con đường lớn mà thiên kiếm đã chạm khai. Âm hồn như thủy triều vọt đến, trong chớp mắt đã đem con đường lớn trống trải mà thiên kiếm vừa mới chạm khai bao phủ lại. Phương Tử Vũ tay niết kiếm quyết, lại thêm một thanh thiên kiếm cực lớn nữa xuất hiện. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, thiên kiếm lại mở ra một con đường nữa. Suốt cả con đường đánh đánh rừng rừng, ngay cả bản thân Phương Tử Vũ cũng không nhớ nổi suốt cuộc đã xuất ra bao nhiêu lần thiên kiếm. Chỉ biết đoàn hỗn độn khí trong cơ thể vốn cực lớn lúc này đã rút nhỏ lại rất nhiều. Hơn nữa, càng về sau, thiên kiếm xuất ra, thể tích và uy lực đều yếu đi rất nhiều. Phía trước biển người dày đặc, nhìn không thấy bờ, Phương Tử Vũ cười khổ một tiếng, không dám tiếp tục sử dụng thiên kiếm nữa. Dù sao chiêu này uy lực tuy mạnh nhưng pháp lực hao phí cũng là tương đối lớn. Nếu không phải là trong cơ thể nó có đoàn hỗn độn khí thập phần quái dị kia thì nó căn bản kiên trì không được thời gian lâu như vậy. Âm hồn xung quanh một lần nữa xông lên, Phương Tử Vũ hét lớn một tiếng, 10 đầu móng vuốt đỏ như máu xuất hiện, không có bất kỳ ngăn trở nào, rất nhẹ nhàng đem hai đầu âm hồn xé rách. Bung tha cho thiên kiếm, nó duy nhất có thể sử dụng chỉ có móng vuốt. May là 10 đầu móng vuốt đỏ như máu là uy lực cũng không tồi, dường như có thể chém sắt như bùn. Đem đao kiếm trong tay đám âm hồn căn bản không cách nào ngăn cản được công kích của móng vuốt. Thoáng một cái đã bị móng vuốt của Phương Tử Vũ chạm thành hai đoạn. Cũng không biết lại chém giết thêm bao lâu nữa, Phương Tử Vũ cứ như vậy một đường chém giết đi tới. Tới lúc mới bắt đầu bị thương chồng chất, càng về sau bị thương càng ít. Đến lúc này, ngay cả khi giết hơn 10 đầu âm hồn cũng không làm nó bị thương lấy một vết. Phương Tử Vũ đối với võ kỹ càng lúc càng thuần thục. 10 đầu móng vuốt đỏ như máu phối hợp với Long Thần Quyết liên miên không dứt đánh ra, uy lực cực lớn. Dưới chân vận dụng tam ảnh bộ pháp di động trong biển người lại không mảy may bị thương. Không bao lâu sau, một thế hệ lãnh huyết đao tôn làm cho người ta vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Cho dù đối diện với thiên quân vạn mã, muốn lấy thủ cấp của tướng lĩnh đối phương cũng dễ dàng như lấy đồ trong túi. Không kẻ nào biết được, nó chính là ở trong này dùng tính mệnh để đổi lấy thành quả đó. Ở trong cái thế giới tràn ngập giết chóc này, thời gian đã không còn ý nghĩa. Chỉ là Phương Tử Vũ, mặc dù hiện ra yêu hồ chân thân, nhưng thời gian dài chém giết cũng cảm thấy ăn khó tiêu. Càng về sau, động tác của nó trong vô tình cũng dần dần biến chậm. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù chân thân cường hãn, chắc chắn cũng sẽ bị chôn ở trong Đao Sơn địa ngục này. Không biết là Phương Tử Vũ vận khí tốt hiếm có hay vẫn là ông trời đáng thương nó. Đúng lúc nó cảm thấy thể lực sắp dùng hết thì đột nhiên áp lực xung quanh người giảm hẳn. Đợi nó lấy lại tinh thần thì đám người chém giết xung quanh đã không còn thấy nữa. Thay vào đó là thế giới màu đen không bờ không bến. Phương Tử Vũ đột nhiên phát giác ra cái gì đó, lập tức xoay người lại, nhìn chằm chằm vào vùng hắc vụ đang xoay tròn trước mặt. Chúc mừng ngươi xông qua Đao Sơn địa ngục. Lại là kẻ nhìn không rõ diện mạo, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng vô cảm như cũ. Chỉ là người này trong lòng đồng thời cũng cảm thấy giật mình kinh hãi. Trước đây mỗi khi hắn xuất hiện thì Phương Tử Vũ đều không hề cảm giác được. Mãi đến khi hắn mở miệng thì Phương Tử Vũ mới biết được hắn đã ở bên cạnh. Nhưng bây giờ hắn còn chưa xuất hiện, Phương Tử Vũ đã phát giác ra hắn. Không nghĩ đến thiếu niên này trải qua ma luyện của Đao Sơn địa ngục, thực lực nhảy vọt liên tục mấy tầng. Phương Tử Vũ lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ thở ra một hơi. Yêu hồ chân khí tức thì biến mất, lại hiện ra một tên thiếu niên tướng mạo anh tuấn. Cũng vào lúc này, yêu khí khổng lồ xung quanh khiến cho người ta áp lực cũng bất ngờ biến mất. Tầng này sẽ là cái gì đây? Người nọ nhìn chằm chằm vào Phương Tử Vũ hồi lâu mới chậm rãi phun ra mấy chữ: Thạch áp địa ngục.
Theo quy củ cũ, cứ đi thẳng về phía trước, đi thôi. Không đợi Phương Tử Vũ hiểu ra, đột nhiên sau lưng bị người ta đẩy một cái, cả người nó nào đảo bước về phía trước vài bước. Còn chưa ngẩng đầu lên, đột nhiên nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết ở gần đó. Cùng lúc phía sau truyền đến một loại cảm giác nguy hiểm cực lớn. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Phương Tử Vũ theo bản năng lao về phía trước. Nhưng cảm giác nguy hiểm ở phía sau vẫn đuổi theo không bỏ. Một đường chạy như bay về phía trước, cảnh vật trước mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn. Khắp nơi đều có âm hồn đang tranh nhau chạy trối chết. Ở sau lưng bọn chúng đều có một khối đá cực lớn hình tròn đang lăn sát theo sau. Chỉ cần bọn chúng dừng lại một nhịp, khối đá đó sẽ không chút lưu tình lăn qua người bọn chúng, đem toàn bộ thân thể ép thành một đống nát nhừ. Phương Tử Vũ xem xong trong dạ dày như một trận nôn mửa. Rất nhanh, hắc vụ không ngừng tụ lại, những âm hồn bị đè thành một đống thịt vụn này lại khôi phục lại nguyên trạng, lại lập tức tiếp tục co chân lên chạy như điên, mà sau lưng bọn chúng không biết khi nào lại xuất hiện một khối đá lăn cực lớn. Hóa ra, đây chính là cái gọi là thạch áp địa ngục. Nói như vậy thì cái vật truy đuổi không bỏ sau lưng mình cũng chỉ là một khối cổn thạch cực lớn. Chỉ có điều, âm hồn nơi này đều bất tử, nhưng nó là nhục thân tiến vào. Một khi nhục thân bị hủy, vậy thì cái gì cũng xong hết. Không có nghĩ nhiều, Phương Tử Vũ tăng lớn tốc độ chạy như bay về phía trước. Mà cổn thạch sau lưng thì như giòi không xương. Bất luận là nó dùng tốc độ nhanh đến thế nào đi nữa, vẫn thủy chung không thể bỏ rơi. Phương Tử Vũ cũng đã thử thả chậm tốc độ lại, nhưng chỉ cần nó chậm lại một nhịp, cổn thạch sau lưng lập tức tiếp xúc với lưng nó, tức khắc đem nó dọa đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai, quy củ ở nơi này đó là phải chạy, không ngừng chạy, từ đầu đến cuối dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân mà chạy. Mọi người đều biết, giữ nguyên tốc độ chạy 100m nước rút là không khó, mà cái khó đó là phải bảo trì được tốc độ này. Cho dù là chạy ngàn dặm đường trường, cũng phải bảo trì được tốc độ như thế. Nếu không lập tức sẽ mất mạng, đổi lại là người thường tuyệt không thể kiên trì được. Phương Tử Vũ mặc dù không phải là người thường, nhưng nó từ đầu đến cuối vẫn là nhục thân, sức lực con người cũng chỉ có hạn. Huống hồ sau khi khôi phục lại hình dáng cũ, khối khí hỗn độn trong cơ thể cũng tự động khôi phục lại thành ba cỗ chân khí, không xâm phạm lẫn nhau, tự động vận hành. Đây cũng là vận khí của Phương Tử Vũ. Trong cơ thể xuất hiện ba cỗ chân khí, nếu chỉ là hai cỗ bất kỳ trong đó đã sớm đánh nhau đến sống chết rồi. Hoặc là chỉ cần trong đó có một cỗ chân khí cắn nuốt cỗ chân khí còn lại, hoặc là chính nó chịu không nổi chân khí phản phệ, thân thể nổ mạnh mà chết đi. Mặc kệ là loại tình huống nào xảy ra, đối với nó mà nói kết cục thập phần bi thảm. Mặc dù lấy thân thể làm chiến trường, chiến đấu trong thời gian dài, thân thể có cường tráng hơn nữa cũng chịu không nổi. Cũng may là trong cơ thể nó hình thành là ba cỗ chân khí, xuất hiện cục diện tam quốc thế chân vạc. Không có hai loại chân khí nào dám tùy ý vọng động, cò vạc tranh nhau, đắc lợi thủy chung vẫn là ngư ông. Phương Tử Vũ cũng đã thử đem ba cỗ chân khí này dung hợp lại, một lần nữa hiện ra yêu hồ chân thân. Nhưng vô luận nó cố gắng thế nào đi nữa, dùng đủ mọi phương pháp vẫn thủy chung không thể đem ba đạo chân khí dung hợp lại. Nó đã từng thử qua, đang chạy nhanh xoay người lại, dùng cách không phát lực đánh lên cổn thạch. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng lại là cổn thạch chẳng những không giảm tốc độ như trong tưởng tượng, mà ngược lại, lực phản chấn của chân khí khiến cho nó thiếu chút nữa hộc máu. Trong tình huống hiện tại, nó có thể nhờ cậy cũng chỉ có chính bản thân nó. Nơi này không có mặt trời mọc, mặt trời lặn, cả thế giới chỉ có một màu đen tối. Có lẽ chỉ trải qua vài canh giờ, cũng có lẽ đã chạy vài tháng, thậm chí mấy năm, Phương Tử Vũ đã hoàn toàn không còn khái niệm về thời gian, chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là chạy. Lồng ngực càng lúc càng khó chịu, giống như cả một tòa núi lớn đang đè mạnh xuống, làm cho nó không thể thở nổi. Phương Tử Vũ toàn thân tê dại, tín niệm duy nhất làm cho nó kiên trì đó là từ ngạo thiên và báo thù. Cắn chặt răng, tiếp tục liều mạng chạy như điên. Đúng vào lúc Phương Tử Vũ cảm thấy rốt cuộc đã không thể chống đỡ được nữa, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh hắc vụ nồng đậm. Trong lòng vui mừng, nó lập tức dùng hết tất cả khí lực còn lại, liều mạng đâm đầu vào trong hắc vụ. Cảnh vật phía trước xoay tròn một trận, cảm giác nguy hiểm thật lớn ở phía sau cũng lập tức biến mất. Phương Tử Vũ biết rằng nó đã thành công chạy ra khỏi thạch áp địa ngục, tức thì thả lỏng tinh thần, cúi gặp người hít thở hổn hển. Người tu hành bình thường rất hiếm có cảm giác kiệt lực, huống chi sau khi đạt đến nguyên anh kỳ, cho dù là luyện khí vài ngày cũng sẽ không có chuyện đó. Mà biểu hiện của Phương Tử Vũ lúc này chứng minh
Nó đích xác đã đi tới sân cùng Thủy Tận, chỉ kém một chút nữa là đặt mông ngồi trên mặt đất. Chúc mừng ngươi thông qua thạch cáp địa ngục. Không khí vặn vẹo một trận, kẻ nọ lại xuất hiện. Phương Tử Vũ đầu cũng không ngẩng lên, một mình đứng đó không ngừng thở dốc. Người nọ cũng không nói nữa, chỉ yên lặng đứng đấy chờ đợi nó. Đợi Phương Tử Vũ hơi thở thoáng ổn định trở lại, người đó mới gật đầu nói: có thể một mực bảo trì tốc độ cao nhất của bản thân, chạy liên tục suốt 2 năm, nghị lực của ngươi quả thật là khiến cho kẻ khác bội phục. 2 năm ư? Ta chạy được 2 năm rồi ư? Phương Tử Vũ giật mình kinh ngạc nói: đúng, án theo phép tính thời gian của thế tục giới các ngươi, ngươi đã chạy suốt 2 năm 1 tháng 11 ngày. Phương Tử Vũ cười khổ, lấy tốc độ của nó, nếu đem cả Trung Nguyên chạy một lần nhiều nhất cũng phải chạy hơn 1 tháng thôi. Chạy 2 năm, vậy phải chạy vòng quanh Trung Nguyên đại địa bao nhiêu vòng đây? Và lại còn phải duy trì tốc độ nhanh nhất của bản thân nữa. Ngẫm lại cũng khiến cho người ta giật mình. Nếu không phải là giọng nói của người kia vô cùng khẳng định, Phương Tử Vũ còn thật sự không dám tin tưởng bản thân có thể kiên trì chạy suốt 2 năm. Không tiếp tục ở trên đề tài này dây dưa, Phương Tử Vũ lại hỏi: nơi này là tầng địa ngục nào vậy? Huyết trì địa ngục. Huyết trì ư? Một tầng này là thế giới của máu, nhưng lại không phải là máu bình thường. Máu ở nơi này là máu của phụ nữ, mỗi tháng chảy ra một lần, hội tụ mà thành. Có thể nói là dơ bẩn nhất. Khi còn sống, phàm là những kẻ dâm loạn, khi chết đi đều phải qua huyết trì tẩy thân. Ta cứ đi thẳng về phía trước phải không? Đúng vậy, chỉ cần vượt qua huyết trì, bờ bên kia chính là cửa vào tầng kế tiếp. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đơn giản ư? Trong giọng nói của người nọ lộ ra ý cười giễu cợt nói: nếu đơn giản như vậy thì nơi này đã không gọi là địa ngục rồi. Người nó còn chưa nói hết, Phương Tử Vũ đột nhiên kinh ngạc hô lên: ồ, ta đã có thể nói chuyện rồi ư? Người nọ cười nói: từ tầng thứ nhất đi ra thì ngươi đã có thể nói chuyện trở lại, chỉ là bản thân ngươi vẫn không chú ý mà thôi. Mỗi một tầng địa ngục nơi này sau khi chịu xong hình phạt đi ra, mọi người đều sẽ khôi phục lại năng lực đã bị mất. Nếu không sau khi chuyển thế đầu thai, trên đời không phải là sẽ có vô số người hoặc câm hoặc thiếu chân gãy tay sao? Phương Tử Vũ gật đầu, im lặng không nói. Khi từ Đao Sơn địa ngục bước ra, nó liền phát hiện vết thương trên người mình đã hoàn toàn lành lặn. Chỉ là lúc đó cũng không quá để ý. Hơn nữa, ở trong thạch áp địa ngục điên cuồng chạy suốt 2 năm, vừa mới đi ra sau khi hít thở vài hơi, các cơ quan trong cơ thể lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Có lẽ cũng là bởi cái nguyên nhân này. Vốn nghĩ suốt cuộc đời còn lại sẽ là một kẻ câm điếc, không nghĩ đến đột nhiên phát hiện bản thân lại có thể nói chuyện. Đối với điều này, Phương Tử Vũ cũng là vừa mừng vừa sợ. Im lặng một lát, người nọ nói: chúc ngươi may mắn. Không khí lại vặn vẹo một trận, người nọ một lần nữa biến mất không thấy đâu. Đối với phương thức lai vô ảnh khứ vô tung của người này, Phương Tử Vũ cũng không lấy làm kỳ lạ, nhưng không sợ hãi, lập tức đi thẳng về phía trước. Phía trước xuất hiện một mảng đỏ như máu, hơn nữa còn là mảng đỏ mênh mông không nhìn thấy bờ. Nơi này chính là huyết trì. Phương Tử Vũ đứng trên bờ huyết trì, nhìn thấy trên mặt huyết trì nổi lên vài khuôn mặt không ngừng di động. Những khuôn mặt đó không một ngoại lệ đều hiện ra vẻ thống khổ, tiếng kêu thống khổ bi thiết tràn ngập cả huyết trì. Máu tanh, mùi máu tanh nồng đậm trước nay chưa từng có ngập trong miệng mũi, tựa như vạn quân như núi lớn đè xuống, khiến cho Phương Tử Vũ hít thở cũng trở nên khó khăn. Trong huyết trì, từng khuôn mặt không ngừng nổi lên, kêu gào thảm thiết, tựa như để kẻ nỗi bi thống, bi khổ vô tận. Phương Tử Vũ chậm chậm đưa một chân chạm vào trong huyết trì. Trong nháy mắt, bàn chân chạm vào huyết trì, đột nhiên toàn thân nó chấn động. Chỉ trong chớp mắt, có vô số cảm xúc tiêu cực đan xen xông lên đầu. Thống khổ, bi ai, phẫn nộ, tuyệt vọng. Phàm là con người thì đều có những cảm xúc tiêu cực. Chỉ trong chớp mắt này, toàn bộ chen nhau mà tuôn ra. Phương Tử Vũ vội vàng rút chân lại, vất vả lắm mới bình ổn lại tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Lúc này nó mới hiểu được cái gọi là huyết trì địa ngục này rốt cuộc là cái gì, và vì sao đám âm hồn trong huyết trì lại thống khổ như vậy. Đây cũng là một cái thế giới có khổ mà không thể phát tiết, làm trong tim người ta tràn ngập nỗi thống khổ vô tận nhưng lại không thể phát tiết. Loại cảm giác này so với việc có miệng mà không thể nói trong bát thiết địa ngục thống khổ càng thêm khó có thể chịu đựng được. Phương Tử Vũ ngồi xuống bên cạnh huyết trì, tựa như một bức tượng đá yên lặng ngồi đó, trong mắt chỉ có biển máu mênh mông vô tận phía trước.
Trong thời gian đó, nó đã thử rất nhiều lần dùng bàn chân chạm vào huyết chỉ, nhưng đều không đợi được bao lâu, lập tức rút về tựa như chạm phải vật gì đó vô cùng khủng bố. Những cảm xúc tiêu cực này quả thật là không thuộc về khả năng chịu đựng của con người. Vì thế, nó cứ tiếp tục ngồi như vậy, tựa như một khối tượng đá đặt trên bờ biển mênh mông, yên lặng mà ngồi. Huyết chỉ không hề đáng sợ, đồng thời cũng là vô cùng đáng sợ, là một người trong lòng tràn ngập cảm xúc tiêu cực nhưng khổ nỗi lại không thể phát tiết. Như vậy thì cảm xúc tiêu cực đó đủ để đem một người bức bách phát điên. Cho dù Phương Tử Vũ đã trải qua 3 tầng địa ngục phía trước, ý chí đã được rèn luyện vô cùng kiên định, nhưng đối diện với huyết trì, nó vẫn phải bó tay, không có biện pháp. Làm thế nào mới có thể vượt qua huyết trì đây? Ảnh hưởng của nó chính là tác động lên tình cảm của con người. Làm sao mới có thể làm cho trái tim giữ được một tia thanh tỉnh trong cơn sóng dữ cảm xúc này? Nó vốn vì cứu Từ Ngạo Thiên mà tới. Đến giờ phút này, cho dù không phải vì Từ Ngạo Thiên, nó cũng đã không thể ngừng lại. Một khi tiến nhập vào 18 tầng địa ngục, sẽ không còn đường quay lại. Nó không thể chết ở nơi này, không nói đến Từ Ngạo Thiên đang đợi nó đi cứu, mà còn có huyết hải thâm thù của Long Thần Sơn Trang và yêu hồ nhất tộc chờ nó đi báo. Qua một hồi lâu, rất lâu, Phương Tử Vũ thở ra một hơi thật dài, đứng dậy nhìn biển máu mênh mông, cắn chặt răng tung người bay vào trong huyết chỉ. Vô số cảm xúc tiêu cực thoáng chốc xông lên, đem toàn bộ thể xác và tinh thần nó tất tần tật nhét đầy. Phương Tử Vũ cắn chặt răng, biến phẫn nộ tràn ngập hóa thành lực lượng, liều mạng bơi về phía trước. Nhưng bơi đi còn chưa được bao xa thì đột nhiên nó điên cuồng hét lên một tiếng, tựa như mất hết toàn bộ sức lực, từ từ chìm xuống đáy biển máu. Chuẩn Luân Vương lặng lặng ngồi trên đài cao, đầu trâu mặt ngựa phân biệt đứng thẳng ở hai bên trái phải phía dưới đài. Phán quan cũng đứng ở một bên. Trong đại điện rất yên tĩnh, không một ai nói chuyện, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn tên thiếu niên trước mặt, một kẻ vừa mới đi ra khỏi 18 tầng địa ngục, Phương Tử Vũ. Đối mặt với Phương Tử Vũ, cuối cùng có thể xông ra khỏi 18 tầng địa ngục, mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Ngoại trừ Chuẩn Luân Vương, đổ lại là bất kỳ kẻ nào đang có mặt ở đây đều tự vấn làm không được như Phương Tử Vũ có thể không chút cảm xúc đi ra. Nó hiện tại đứng ở đó làm cho người ta có một loại cảm giác như có như không, giống như nó vẫn đứng đó, lại giống như nó không tồn tại. Sau khi trải qua ma luyện ở 18 tầng địa ngục, tính cách, thực lực của Phương Tử Vũ đều có sự thay đổi, mang tính tăng vọt. Hơn nữa, khí chất toàn thân nó cũng hoàn toàn thay đổi. Nó cứ như vậy bình tĩnh đứng đó, cho dù người vắt hết óc suy nghĩ cũng đoán không được nó đang nghĩ cái gì, là vui hay là giận. Lúc trước ở trong huyết trì địa ngục, vào thời khắc cuối cùng, Phương Tử Vũ đã bộc phát tất cả tiềm lực, cuối cùng lấy ý chí kinh người xông qua huyết trì địa ngục, sau đó đi qua hỏa hải địa ngục, mặc cho da thịt toàn thân bị lửa đỏ đốt cháy vẫn kiên trì đi qua, lại trải qua thiết thụ địa ngục, bị dày đặc chi chít mũi nhọn trên thiết thụ đâm khắp toàn thân, xuyên thủng cũng không hừ một tiếng, lại đi qua tiến đao địa ngục, chưng lung địa ngục, băng sơn địa ngục, du hoa địa ngục. 18 tầng địa ngục nó bằng vào ý chí nghị lực kinh người của bản thân đã đi qua tất cả. Trải qua ma luyện trong 18 tầng địa ngục, thực lực của nó không chỉ tăng thêm một tầng mà ý chí cũng tuyệt đối kinh người. Chuyển biến lớn nhất của nó chắc hẳn là tính cách trở nên càng thêm lạnh lẽo, càng thêm thâm trầm. Phương Tử Vũ lúc này bề ngoài cũng hoàn toàn thay đổi. Cái tính khí trẻ con lúc đầu đã không còn thấy nữa. Dáng người cao lớn làm ra một cổ đồng toát lên sức sống mãnh liệt. Trên khuôn mặt mày kiếm anh Vũ, một đôi mắt sáng rực hiếu thuần, khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng. Khóe miệng hơi cong, giống như lộ ra sự tự tin, mạnh mẽ. Cẩn thận quan sát khí thế phi phàm, một bộ thông minh cương nghị, anh tuấn thanh tú phong thái. Diêm Vương. Một thanh âm đúng với ý nghĩa cái tên được gọi, tựa như từ địa ngục lạnh như băng kéo mọi người trong suy nghĩ trở về. Ca ca của ta đâu? Chuẩn Luân Vương gật đầu nói, ta đã phái người đi mời cậu ta, nhưng thật ra ngươi có thể xông qua 18 tầng địa ngục làm ta cảm thấy kinh ngạc à. Phương Tử Vũ về mặt lạnh như băng, không có bất cứ động tác gì. Chuẩn Luân Vương cũng không để ý, khẽ cười. Cả đại điện lại rơi vào bầu không khí quái dị. Qua một hồi lâu, Chuẩn Luân Vương đầu tiên lộ ra một nụ cười khẽ. Một lát sau, Phương Tử Vũ cũng quay đầu nhìn về phía thông đạo bên cạnh. Mặc dù trên mặt vẫn bộ dạng lạnh lùng như cũ, song trong mắt nó lại mơ hồ để lộ ra một tia chờ mong. Chuẩn Luân Vương khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ suy tư nhìn Phương Tử Vũ.
Rất nhanh, thân ảnh vạm vỡ của Từ Ngạo Thiên dưới sự dẫn dắt của một tên tiểu quỷ từ thông đạo bên cạnh đi ra. Ca ca! Một tiếng gọi mặc dù lạnh như băng nhưng lại để lộ ra rất nhiều tình cảm. Từ Ngạo Thiên cũng không kích động như trong tưởng tượng hoặc lộ ra cảm tình phức tạp gì, chỉ bước nhanh lên phía trước ôm chặt lấy Phương Tử Vũ. Ấm áp, rất lâu rồi chưa từng ấm áp như vậy. Mặc dù từ trên người Từ Ngạo Thiên không có hơi ấm của thân thể con người, cũng không có sức nặng, chỉ có cảm giác bay bổng nhẹ nhẹ, nhưng Phương Tử Vũ chân chân thật thật cảm nhận được một tia ấm áp từ tận sâu trong đáy lòng mình. Mãi một lúc sau, Từ Ngạo Thiên mới chậm rãi buông Phương Tử Vũ ra, xoay người hướng Chuẩn Luân Vương cung kính nói: "Từ Ngạo Thiên ra mắt Diêm Vương." Chuẩn Luân Vương gật đầu mỉm cười nói: "Từ Ngạo Thiên, nhà ngươi kiếp trước cơ duyên chưa dứt, hôm nay bổn tôn chuẩn ngươi một lần nữa trọng nhập phàm trần, ngươi có bằng lòng không?" "Đa tạ Diêm Vương." Từ Ngạo Thiên vô cùng cảm kích. "Quỷ đạo thuật của ngươi đã có được một chút thành tựu, sau khi trở về có thể thử đem tu chân thuật và quỷ đạo kết hợp xem sao, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chừng à." Từ Ngạo Thiên cảm kích nói: "Đa tạ Diêm Vương thành toàn." Chuẩn Luân Vương mỉm cười gật đầu. Quỷ đạo vốn chỉ thích hợp cho hồn phách tu luyện, nhưng Từ Ngạo Thiên lúc trước có băng tinh ngọc phách chấn thể, loại kim cổ kỳ bảo này cũng không giống bình thường. Từ Ngạo Thiên nhờ băng tinh ngọc phách quả thật là có thể lấy nhục thân tu luyện quỷ đạo, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến việc tu chân của nhục thân. Đem tu chân và quỷ đạo kết hợp là việc trước nay chưa từng có. Có lẽ không lâu sau, tu vi của Từ Ngạo Thiên so với ma đạo song tu của Phương Tử Vũ cũng không thể kém hơn. Chuẩn Luân Vương chấp thuận cho Từ Ngạo Thiên trở lại nhân gian cũng còn có một tầng ý nghĩa sâu xa khác. Ông ta từ trên người Phương Tử Vũ nhận ra được nó tiềm lực trước nay chưa từng có. Nhưng Phương Tử Vũ sát cơ quá nặng, một khi là họa sẽ đem tai nạn đến cho thương sinh. Mà Từ Ngạo Thiên trải qua sự quan tâm trong thời gian này, Chuẩn Luân Vương phát hiện ra nó tâm địa thiện lương, hơn nữa bản thân tư chất không kém Phương Tử Vũ, cho nên ông ta mới để cho Từ Ngạo Thiên hoàn dương. Vì tương lai vạn nhất Phương Tử Vũ trở thành tai họa, còn có một Từ Ngạo Thiên khắc chế nó. Có âm thì có dương, có chính tất có tà, đây là phép tắc vĩnh viễn không thay đổi. Ngay cả Chuẩn Luân Vương, một tồn tại cường đại như vậy cũng không thể làm chuyện nghịch thiên. Ông ta cũng đã từng nghĩ đến lợi dụng 18 tầng địa ngục mạnh mẽ lưu Phương Tử Vũ ở lại nơi này để trừ đi hậu họa, nhưng lại không đoán được nghị lực kinh người của Phương Tử Vũ. Bằng vào tự thân không chỉ an toàn rời khỏi 18 tầng địa ngục mà thực lực càng tăng thêm một tầng. Điều này Chuẩn Luân Vương không hề tính đến, duy nhất hiện giờ chỉ có thể đem hy vọng đặt lên trên người Từ Ngạo Thiên mà thôi. "Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, hai người các ngươi có thể đi rồi, đi về phía bên phải thông lộ, một đường đi thẳng là có thể trở lại dương gian." Chuẩn Luân Vương nói xong liền nhắm mắt không nói nữa. Từ Ngạo Thiên cung kính cúi mình vái một cái, mà Phương Tử Vũ thì vẫn như cũ lạnh lùng đứng đó. Đợi Từ Ngạo Thiên đứng thẳng dậy, hai người mới dắt tay nhau sóng vai biến mất trong thông đạo đen tối. Chuẩn Luân Vương lúc này mới chậm rãi mở hai mắt lẩm bẩm nói: "Bồ Tát là đúng hay là sai đây?" Không biết từ khi nào, một thân ảnh nhìn như hư vô mờ ảo xuất hiện bên cạnh Chuẩn Luân Vương trầm giọng nói: "Tất cả nhân quả đều do trời định, thuận thiên thành sự mới là đại đạo." Nói xong, thân ảnh đó lại chậm rãi biến mất, giống như nó chưa bao giờ xuất hiện. Bên trong thông đạo, Từ Ngạo Thiên ôm chặt lấy bả vai Phương Tử Vũ, cảm động nói: "Huynh đệ, sự việc trong thời gian này ta đều biết rồi, thật là làm khó cho đệ rồi." Phương Tử Vũ không nói gì, ở trong thế giới đen tối, đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay này, nó yên lặng mà đi, nhìn không ra biểu tình trên mặt. Lúc này tại quận Đông Hải, bầu trời vốn trong xanh, đột nhiên mây đen dày đặc, sấm chớp ầm ầm. Bất luận là binh lính đang huấn luyện hay là dân chúng đang làm việc, tất cả đều kinh ngạc đứng tại chỗ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn dị tượng trên bầu trời. Đột nhiên, một tia chớp chói mắt bổ thẳng về phía thành chủ phủ. Các tướng lĩnh đang thảo luận chiến sự dưới sự chủ trì của Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đều chấn động, lập tức gác lại hết tất cả mọi việc, giục ngựa chạy vội vàng về phủ thành chủ. Đợi khi mọi người đến phủ thành chủ mới phát hiện ra tia chớp kia không phá hủy bất cứ vật gì trong phủ. Càng khiến mọi người giật mình chính là chủ công của bọn họ, Từ Ngạo Thiên vốn hôn mê 5 năm, không ngờ đã tỉnh lại, đang nói chuyện với lão đạo sĩ vẫn ở trong phòng của hắn suốt 5 năm qua.
Từ Ngạo Thiên nhìn thấy đám người Lý Phong và Lãnh Vô Tâm, mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói: "Lý đại ca, Lãnh quân sư." Mọi người vừa mừng vừa sợ, lập tức tiến lên quỳ xuống, đồng thanh nói: "Tham kiến chủ công." "Mọi người không cần khách sáo, đều đứng lên đi." Từ Ngạo Thiên khoát tay nói: "Tạ ơn chủ công." Mọi người đồng loạt đứng lên. Mọi người lúc này mới phát hiện Từ Ngạo Thiên sau 5 năm hôn mê dường như đã có chút thay đổi. Không chỉ có dáng người của hắn cao lên, hơn nữa mỗi một cử động, cử chỉ đều mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế, một loại khí phách cao cao tại thượng. "Đúng rồi, ta vừa nói chuyện với sư thúc tổ mới biết ta đã ngủ 5 năm. 5 năm qua dân chúng có tốt không?" Lãnh Vô Tâm thay mặt mọi người cung kính nói: "Bẩm chủ công, 5 năm qua thiên hạ đại loạn, thế cục thay đổi rất nhiều, mà Đông Hải quận chúng ta vẫn dĩ hòa vi quý, không dám kinh thường tranh đoạt, cho nên cũng tương đối bình an vô sự. Trong đó cùng Từ Viên Lãng khai chiến 38 trận, khai chiến 16 trận với quân Tùy, toàn bộ quân dân đều đồng lòng mới đánh lui quân địch. Và lại..." Thì ra không lâu sau khi Phương Tử Vũ xuống địa phủ cứu Từ Ngạo Thiên, Tùy triều đồng thời phát sinh đại biến. Đám người như Trắc Quận, Hổ Bí Lang Tướng, Lang Nghệ, Sóc Phương Ung Dương Lang Tướng, Lương Sư Đô, Mã Ấp Ung Dương Phủ Giáo Úy, Lưu Võ Chu, Kim Thành Phủ Giáo Úy Tiết Cử, Võ Uy Ung Dương Phủ Tư Mã Lý Quý, La Xuyên Lệnh Tiêu Tiến đều khởi binh phản Tùy, chiếm cứ một phương. Thế nhưng Tùy Dương Đế sau khi tới Giang Đô càng thêm hoang dâm, không còn lòng dạ nào về Bắc. Đại nghiệp được 14 năm 3 tháng, tướng quân biên giới nhà Tùy tên Vũ Văn Hóa Cập lợi dụng tình cảm nhớ nhà của binh lính phát động binh biến ở Giang Đô, treo cổ Dương Đế. Đến lúc này nhà Tùy sụp đổ. Sau khi Dương Đế chết, thế lực phong kiến các nơi thôn tính lẫn nhau. Lúc ấy không ít nghĩa quân hoặc bị các thế lực đánh tan, hoặc là thỏa hiệp đầu hàng. Thủ lĩnh Lý Mật của Ngõa Cương quân sau khi giết chết đại thủ lĩnh Địch Nhượng càng thêm kiêu căng tự đại, trọng dụng hàng quan hàng tướng của Tùy triều, không yêu thương binh sĩ, khiến cho nội bộ dần dần lục đục. Về quân sự, đánh thành Lạc Dương đã lâu, thủy chung vẫn không lấy được thắng lợi có tính chất quyết định. Tháng 5 năm 14, nhị công tử Lý Thế Dân của Lý Gia ở Thái Nguyên phá được Trường An, phụ thân Lý Uyên xưng đế ở Trường An, thành lập Đường Triều. Việt Vương Dương Đồng đóng giữ Đông Đô cũng xưng đế ở Lạc Dương. Dương Đồng mưu đồ lợi dụng Lý Mật tới đối phó hơn 10 vạn quân phương Bắc của Vũ Văn Hóa Cập. Lý Mật vì tránh bị hai mặt giáp công nên tiếp nhận quan phong của Dương Đồng, triệu tập tinh binh chuyên tấn công Hóa Cập. Tháng 7, sau đại chiến ở Đồng Sơn, Ngõa Cương quân mặc dù thắng lợi nhưng tinh binh lương mã chết rất nhiều, thực lực giảm mạnh. Tháng 9, Vương Thế Sung khống chế đại quyền ở Đông Đô, dẫn hơn 2 vạn tinh binh thừa cơ tiến công. Lý Mật chiến bại ở Yển Sư, Bắc Măng Sơn, dẫn theo hơn 2 vạn quân gia nhập nhà Đường. Không lâu sau lại ly khai nhà Đường, ý đồ tái khởi, nhưng bị quân Đường phục kích chém giết. Sau khi Ngõa Cương quân thất bại, Đậu Kiến Đức lập quốc ở Hà Bắc, thế lực này phát triển cực nhanh. Đường Võ Đức năm thứ 2, Đậu Kiến Đức dẫn quân công phá Liêu Thành, bắt giết Hứa Đế Vũ Văn Hóa Cập, sau đó lại đánh hạ rất nhiều châu huyện, chiếm giữ Hoàng Hà với đại bộ phận phía Bắc. Hắn lại bổ nhiệm hàng loạt quan lại nhà Tùy, cũng sai sứ giả hướng Dương Đồng dâng sớ xưng thần, tiếp nhận Hạ Vương phong hào. Về phương diện khác, Giang Hoài khởi nghĩa quân thủ lĩnh Đỗ Phục Quy đầu tiên xưng thần với Dương Đồng. Năm thứ 2, Võ Đức lại hàng Đường. Không lâu sau đó, Vương Thế Sung chính biến, giam lỏng và bức Dương Đồng nhượng vị, xưng đế ở Lạc Vương, quốc hiệu Trịnh. Trong lúc thiên hạ đại loạn này, Lý Phong và Lãnh Vô Tâm cầm đầu Đông Hải quận dùng cờ hiệu của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ kết hợp thành đồng minh với Thái Nguyên, Lý Gia, Lý Thế Dân, lấy sách lược thân xa đánh gần, nhận được sự tiếp nhận của Lý Gia. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy Đông Hải làm trung tâm, thu phục Lang Gia, Đông Bình, Tề Ẩm, Lương Quận, Bành Thành, Trung Ly, Đan Dương, thế lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, danh tiếng của Từ Ngạo Thiên luôn rất tốt nên dân chúng không ngừng đến nương nhờ. Chiến sự cho tới bây giờ đã dần rõ ràng, chỉ còn lại các thế lực Đường Triều, Lý Gia chiếm cứ Trường An và Thái Nguyên, Trịnh Triều Vương Thế Sung chiếm cứ Lạc Dương, Lý Tử Thông chiếm cứ Giang Đô cùng với Hạ Vương Đậu Kiến Đức chiếm cứ Hà Bắc. Lại thêm thế lực Từ Ngạo Thiên quật khởi, thiên hạ cuối cùng rơi vào tay ai còn chưa biết. Còn như Lương Sư Đô, loại tiểu nhân dối trên lửa dưới, chỉ có thể làm tiếng sấm điểm chút trong mưa to. Ở trong các thế lực hiện tại, nếu không có chút chuyện ngoài ý muốn, rất khó có thể làm được gì.
Sau khi Đỗ Phục Uy và Lý Mật Hàng Đường, thế lực của Lý gia đại tăng, hiện giờ Phụ Công Hiếu được phái tới trấn thủ Đan Dương, canh chừng thế lực của Từ Ngạo Thiên, chỉ là ai cũng không có ra tay mà thôi. Lý gia do Tần Vương Lý Thế Dân lĩnh quân một đường Nam Hạ, đem mũi mâu chỉ thẳng hướng Đông Đô Lạc Dương. Thế lực của Từ Ngạo Thiên bị Lý gia vây quanh thành hình vòng cung, chỉ có thể khai chiến với Lý gia hoặc chỉ có thể Nam Hạ tấn công Giang Đô, nếu không chắc chắn sẽ bị Lý gia thôn tính. Sau khi mọi người giới thiệu đại cục thiên hạ hiện tại, trong phòng một hồi yên tĩnh. Chủ công, Lãnh Vô Tâm phá tan sự yên tĩnh trước tiên. Xin hỏi nhị chủ công người... Từ Ngạo Thiên lộ ra một chút lo lắng, rất nhanh khôi phục bình thường nói: Tử Vũ đệ ấy có thể có chút việc, chắc là rất nhanh về thôi. Thấy mọi người muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi: Làm sao vậy? Lão đạo sĩ vội ho một tiếng nói: Việc này hay để ta nói đi. Từ Ngạo Thiên thấy sắc mặt ngưng trọng của lão đạo sĩ và các tướng lĩnh, không khỏi lo lắng trong lòng. Đợi lão đạo sĩ từ từ nói ra, Từ Ngạo Thiên mới biết đầu đuôi sự việc. Thì ra sau khi Phương Tử Vũ mang băng tinh ngọc phách về cho Từ Ngạo Thiên, bởi vì thời hạn đã qua, lại nhờ mấy vị thiên sư cao nhân của Mao Sơn Phái hỗ trợ, đưa Phương Tử Vũ xuống địa phủ chặn hồn phách của Từ Ngạo Thiên lại. Làm sao biết lần này đi chính là 5 năm không có tin tức. Không lâu sau, một tin tức động trời kinh động các môn phái. Thì ra Ngọc Hàn Cung trong một đêm lại bị người ta huyết tẩy, cả phái giết hại gần như không còn. Chí bảo băng tuyết tinh phách và thiên sơn tuyết liên của Ngọc Hàn Cung không cánh mà bay. Lão đạo sĩ sau khi thu được tin tức này giật mình hoảng sợ, liền nghĩ ngay đến Phương Tử Vũ. Nhưng thực lực của Phương Tử Vũ tuyệt đối không thể diệt toàn bộ Ngọc Hàn Cung, chỉ bằng trưởng môn Ngọc Hàn Cung và vài vị trưởng lão đã hơn xa Phương Tử Vũ có khả năng so sánh. Vì thế lão đạo sĩ luôn luôn an ủi bản thân, hy vọng việc này không quan hệ với Phương Tử Vũ. Nhưng hy vọng của lão đạo sĩ lại không được như mong muốn. Không lâu sau đó, tu chân giới lại truyền ra tin tức. Thì ra trong Ngọc Hàn Cung có mấy môn nhân lúc ấy đang tuần tra bên ngoài, cho nên mới may mắn thoát được kiếp nạn. Mà trong đó lại vừa vặn có một người đưa Phương Tử Vũ lên núi. Tin tức này giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ yên lặng, nhất thời khiến cho toàn bộ tu chân giới ồn ào huyên náo. Vô số môn phái tu chân lên Côn Luân Sơn đòi công đạo. Côn Luân Phái cũng rất tức giận, phái ra lượng lớn môn hạ đệ tử tìm kiếm tung tích của Phương Tử Vũ khắp nơi. Vì thế lượng lớn cao thủ tu chân giới đều xuất hiện tại thế tục. Đương nhiên cũng có người trong lúc vô ý triển lộ ra thuật tu chân của bản thân. Từ đó về sau thế tục giới mới biết được, thì ra người tu hành kiếm tiên trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Hơn nữa những người này đều có thể bay. Người tu chân xuất hiện cũng khiến thế tục giới kinh ngạc không thôi. Thiên hạ vốn đã đại loạn càng thêm loạn, không thể tu xếp. Vì thế ngay cả thế tục giới cũng biết việc kinh thiên mà Phương Tử Vũ tạo thành. Trong kinh hãi lại càng thêm khâm phục tu vi tối cao của Phương Tử Vũ. Chỉ dựa vào lực lượng một người lại có thể đồ diệt cả một môn phái tu chân trong truyền thuyết. Để nhận được sự giúp đỡ của tu chân giới, các thế lực cũng đều xuất động tìm hiểu tung tích của Phương Tử Vũ. Trong đó làm người ta chú ý nhất đương nhiên là Đông Hải quận. Nhưng bất luận tu chân giới hay là các thế lực thế tục giới, mặc kệ huy động bao nhiêu nhân mã, cũng thủy chung không thể tìm ra tung tích của Phương Tử Vũ. Hắn dường như đã biến mất trên nhân gian, biến mất suốt 5 năm liền. Mà trong thời gian đó, một tin tức khác cũng khiến thế tục giới khiếp sợ, đó là Từ Ngạo Thiên đã chết. Nhưng không biết vì sao thi thể của hắn qua 5 năm mà không thối rữa. Chẳng qua thủ hộ cho Từ Ngạo Thiên là một lão đạo sĩ ăn mặc lôi thôi. Lão đạo sĩ này lại thâm bất khả chắc, sâu không lường được. Mỗi khi có người lén lút đến điều tra tin tức đều bị lão đạo sĩ này tiện tay đuổi đi. Cũng trong thời gian đó, Ngọc Hư Cung do Bách Huyền dẫn đầu muốn xóa tên Phương Tử Vũ, hơn nữa liệt vào danh sách đối tượng mà môn hạ Ngọc Hư Cung cả đời đuổi giết. Nhưng Bách Kiếp và Bách Độ thủy chung không chịu, nó là chưa có xác định được chân tướng sự việc, không thể kết luận theo một phía. Bách Kiếp càng tranh luận không ngớt với trưởng môn Bách Huyền, tuy rằng không hề động thủ, nhưng người sáng suốt đều nói Ngọc Hư Cung sẽ xảy ra nội loạn. Côn Lôn ngàn năm cơ nghiệp cũng đem một phân thành hai. Mà thế tục giới, danh hiệu Lãnh Huyết Đao Tôn của Phương Tử Vũ cũng không biết bị sửa từ khi nào. Bất luận là người tu chân hay là người thế tục đều gọi hắn là Phệ Huyết Ma Tôn Phương Tử Vũ.
lão đạo sĩ vẫn luôn ở bên cạnh thi thể Từ Ngạo Thiên, lại thở ngắn than dài, tự trách bản thân lúc trước lỗ mãng quyết định mang Phương Tử Vũ lên Côn Lôn. Ngẫm lại cũng đúng, với tính cách quái gở lãnh ngạo kia của Phương Tử Vũ, lúc trước ngay cả trưởng môn còn dám ra tay chống đối. Ở trong Ngọc Hàn Cung, dưới tình huống không mượn được băng tinh ngọc phách, hơn nữa Từ Ngạo Thiên lại hết sức nguy cấp, hắn làm sao lại không ra tay cướp đoạt cho được. Lão đạo sĩ ngàn tính vạn tính lại không tính ra lực bạo phát của tiên khí trong cơ thể Phương Tử Vũ. Bình thường thì tiên khí kia không có tác dụng gì, Phương Tử Vũ lại càng không sử dụng được nó. Nhưng khi chủ nhân gặp nguy hiểm, tiên khí khẳng định sẽ bạo phát hộ chủ. Với năng lực của tiên khí, muốn tiêu diệt một môn phái đích thực là một chuyện dễ dàng. Một cao thủ tu chân Nguyên Anh Kỳ lại có thể tiêu diệt hoàn toàn một môn phái, ai có thể không sợ hãi đây? Đương nhiên, chuyện này có người vui mừng, cũng có người lo lắng. Tức giận đương nhiên là tu chân giới, lo lắng đương nhiên là các thế lực ở thế tục giới, mà vui mừng đương nhiên chính là Đông Hải Quận Từ Ngạo Thiên thế lực. Có một cao thủ tuyệt thế như vậy tọa chấn, còn ai dám khinh phạm Đông Hải Quận đây? Ngày đó, Phương Tử Vũ lấy lực lượng của một người chém giết chiến trường, hình ảnh mấy vạn đại quân bị chém giết chạy trối chết ở trong mắt quân nhân dưới thế lực của Từ Ngạo Thiên hôm nay vẫn còn mới như nguyên. Cái loại thế lực khủng bố này lấy sức mạnh của một người ngăn cản cả đại quân, đây không phải bất luận kẻ nào cũng dám tưởng tượng. Đông Hải Thành, nơi đông đảo dân chúng chọn làm nơi sinh sống. Lúc trước, Tử Viên Lãng và quân Tùy liều mạng tấn công Đông Hải, nhưng dưới sự đoàn kết của quân dân toàn thành và sự dũng mãnh của Thiết Huyết Kỵ đều lần lượt bị đánh lui. Hơn nữa, Đông Hải nhận được trợ giúp của Lý Thế Dân lại triển khai phản kích. Dưới sự trợ giúp của lực lượng lớn dân chúng trong các thành, một đường đánh hạ luôn vài tòa thành, đem Đông Hải bảo hộ chặt chẽ ở bên trong. Sau khi nghe lão đạo sĩ và các tướng lĩnh nói xong, Từ Ngạo Thiên đối với thế cục thiên hạ hiện tại cũng đã có hiểu biết đại khái. Nhưng trong lòng hắn vẫn không yên, đệ đệ kia của hắn thực quá liều lĩnh, diệt Ngọc Hàn Cung lại đại náo địa phủ, một mình xông qua 18 tầng địa ngục. Dù sao, hiện tại khắp thiên hạ đều biết chuyện của tu chân giới, nên Từ Ngạo Thiên cũng không giấu giếm, liền đem chuyện phát sinh tại địa phủ khi Phương Tử Vũ xuống cứu hắn nói cho mọi người cùng nghe. Tuy rằng chuyện này Từ Ngạo Thiên biết là cũng do người của quỷ vực nói lại, nhưng với hiểu biết của hắn đối với Phương Tử Vũ, tùy tiện tưởng tượng liền nói được đại khái. Đã khi mọi người biết được hết thảy những việc phát sinh trên người Phương Tử Vũ, lại một trận kinh hãi vô danh. 18 tầng địa ngục đó là địa phương kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Nghe nói người thường ngay cả một tầng cũng không dám ở lại, càng không nói giống như Phương Tử Vũ xông qua cả 18 tầng địa ngục. Hơn nữa, mỗi người liên tưởng lên trên bản thân sự kinh khủng của 18 tầng địa ngục đều không rét mà run. Lăng Nguyệt và anh hùng thập nhị vệ không biết đã đứng ở ngoài cửa từ khi nào. Sau khi nghe xong cũng là vừa kinh vừa sợ, Lăng Nguyệt lại càng lệ tuôn đầy mặt. Lão đạo sĩ sau khi nghe xong, toàn bộ bất mãn đối với Phương Tử Vũ cũng hóa thành hư ảo, còn lại chỉ có kính nể và cảm thán. Một tên thiếu niên vì huynh đệ không tiếc hết thảy, một mình đại náo địa phủ quỷ vực, một mình xông qua 18 tầng địa ngục, làm sao không khiến người ta kính nể cho được đây? Trong khi mọi người ở đây còn đang đắm chìm trong chuyện xưa, trong phòng chợt xuất hiện một mảnh ánh sáng. Mọi người hoảng hốt nhưng lại không mở được mắt. Bên tai chỉ có âm thanh chói tai, xì xì giống như sấm sét đánh xuống bên người. Được một lát, mọi người đột nhiên nghe được âm thanh vui mừng của Từ Ngạo Thiên. Tử Vũ! Đợi khi mọi người mở được mắt ra thì mới phát hiện Phương Tử Vũ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong phòng, đang cùng Từ Ngạo Thiên ôm chặt lấy nhau. Khóe mắt của mọi người đã ươn ướt. Những lão tướng đã trải qua vô số sinh tử này cũng đã hoàn toàn chết lặng, cũng vì tình nghĩa của hai huynh đệ trước mắt mà len nén rơi lệ. Một người vì thiên hạ dân chúng dứt khoát dấn thân vào chiến trường, thân hãm hiểm cảnh, mệnh tại sớm tối. Một người vì tình nghĩa huynh đệ không kiêng sợ thiên hạ rộng lớn, diệt cả một môn phái chỉ vì băng tinh ngọc phách, lại một mình xông qua 18 tầng địa ngục, khổ cực trong đó không nghe cũng có thể biết được. Lão đạo sĩ vội ho một tiếng, phá vỡ không khí khắc thường này nói: Phương tiểu tử, ngươi thay đổi rồi. Mọi người lúc này mới phát hiện Phương Tử Vũ thật sự thay đổi, không chỉ có bên ngoài trở nên thành thục, da thịt cũng không trắng sáng giống như thiếu nữ mà biến thành màu cổ đồng. Vốn khuôn mặt anh tuấn sau khi trải qua vô số tôn luyện cũng trở nên cương nghị. Dưới tình huống không mất đi vẻ anh tuấn lại có thêm vị nam nhân.
thay đổi còn có khí chất của hắn. Hắn tùy ý đứng đó, một cảm giác băng lãnh lan tràn trong lòng mọi người. Tuy rằng trong mắt hắn không có một biểu tình, nhưng trên người hắn lộ ra sát khí nồng đậm, cũng khiến người ta không dám tới gần. Sau khi trải qua sinh tử, đau khổ rốt cuộc, hai huynh đệ họ đã được đoàn tụ. Nhưng không biết chờ đợi hai huynh đệ họ sẽ là kết cục dạng gì đây. Sắc trời u ám, trên bầu trời mơ hồ, tiếng sấm nổ vang, giống như dự báo quyết định mà hai huynh đệ Chí Tình Chí Nghĩa sẽ phải đối mặt. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ sóng vai đứng trên tường thành, đón từng cơn gió mát hiu hiu, dưới ánh mắt chăm chú của muôn người nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Nếu nói là nói chuyện với nhau, không bằng nói là chỉ một mình Từ Ngạo Thiên tự mình nói chuyện, còn Phương Tử Vũ thì từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Thanh âm của Từ Ngạo Thiên rất nhỏ, nhóm binh sĩ tuần tra xung quanh đều không nghe thấy hắn nói cái gì. Sắc mặt của Phương Tử Vũ vẫn một mực lạnh như băng, khiến người ta sợ hãi, còn Từ Ngạo Thiên thì sắc mặt một mực khó coi. Không ai nghĩ đến việc lại gần nghe lén bọn họ. Tuy rằng nơi này đa số mọi người chưa thấy qua Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, nhưng sự tích của bọn họ đã sớm lưu truyền rộng rãi, thâm nhập vào lòng người. Tuy rằng hai người bọn họ đã hơn 5 năm không xuất hiện, tuy rằng thế lực Đông Hải Quận là phần lớn công lao của Lý Phong và Lãnh Vô Tâm, nhưng địa vị của bọn họ bất luận thế nào cũng không thay đổi. Giống như sự trung thành của Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đối với Từ Ngạo Thiên, bất luận là ai cũng không thể ly gián. Trong 5 năm sau khi Từ Ngạo Thiên chết đi và Phương Tử Vũ mất tích, từng có vài lần tướng lĩnh cấp dưới thỉnh cầu Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đoạt vị, nắm binh tự lập. Đương nhiên kết quả cuối cùng của những kẻ này là bị chém đầu đi diễu, khiến cho tướng lĩnh không dám hoài nghi lòng trung thành hai người đối với Từ Ngạo Thiên. Đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu Phương Tử Vũ một mình chặn đứng mấy vạn đại quân. Cảnh tượng đó khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một binh lính mới gia nhập thế lực của Từ Ngạo Thiên, bài học đầu tiên dạy cho bọn họ cũng là một bài học bắt buộc, đó là nói cho bọn họ nghe về trận chiến kinh thiên động địa ngày trước. Chính bởi vì nguyên nhân này cho nên bất luận là lão binh, tân binh hay là dân chúng, ánh mắt của bọn họ đối với hai vị chủ công đặc biệt trẻ tuổi này ngoại trừ kính sợ còn lại chính là kính nể. Tử Vũ, đệ sẽ đi. Phương Tử Vũ sau khi nghe hết những đại sự phát sinh trong 5 năm qua liền lạnh lùng ngắt lời Từ Ngạo Thiên. Sắc mặt Từ Ngạo Thiên khẽ biến, nắm chặt bả vai của Phương Tử Vũ nói: Huynh không phải là có ý như vậy. Đệ biết. Huynh đã từng nói cho dù trời sập xuống cũng có kẻ làm ca ca như huynh gánh giúp cho đệ. Phương Tử Vũ nhìn hắn một chút nhẹ giọng nói: Còn thủ hạ thì sao? Còn dân chúng thì sao? Phương Tử Vũ mặc dù nói ngắn gọn, chẳng qua Từ Ngạo Thiên cũng đã hiểu được ý tứ của hắn. Nếu như Từ Ngạo Thiên cương quyết đứng bên cạnh Phương Tử Vũ, như vậy hắn cũng sẽ trở thành đại địch của tu chân giới. Nếu hắn chỉ có một mình thì thật ra không cần để ý gì. Nhưng vấn đề là phía sau Từ Ngạo Thiên còn có hơn 10 vạn thủ hạ, hơn 100 vạn dân chúng. Xây dựng một địa phương bình yên vẫn là tâm nguyện từ trước cho đến nay của hắn. Nơi này là kết quả tâm huyết của cả hai huynh đệ bọn họ, làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Lại nói, cho dù Từ Ngạo Thiên thoát ly thế lực của mình, nhưng những người khác sẽ không cho là như vậy. Hòa thượng chạy được nhưng chùa không chạy được là danh ngôn chí lý. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tu chân giới bởi vì quan hệ của hắn và Phương Tử Vũ mà mang đến tai nạn cho dân chúng nơi đây. Đây cũng là việc Từ Ngạo Thiên không hy vọng nhìn thấy. Một bên là huynh đệ, một bên là dân chúng. Vì huynh đệ cho dù phải đối địch với cả thiên hạ, hắn cũng không sợ. Hắn chỉ sợ mang đến tai họa cho những người dân này. Nhưng nếu hắn để mặc Phương Tử Vũ một mình rời đi thì chính là biểu hiện từ nay về sau chỉ có thể độc lập tồn tại. Lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Từ Ngạo Thiên lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, khó cả đôi đường. Phương Tử Vũ một mực nhìn khuôn mặt của Từ Ngạo Thiên, chú ý sắc mặt không ngừng biến đổi của hắn, có vẻ gặp phải vấn đề khó lựa chọn, cũng có vẻ thống khổ. Đôi môi mấp máy, Phương Tử Vũ muốn nở một nụ cười, nhưng lại phát hiện ra vô luận mình làm như thế nào cũng không cười nổi, đành phải vỗ vỗ bả vai của Từ Ngạo Thiên, thấp giọng nói một câu: Đại ca, bảo trọng. Khi Từ Ngạo Thiên phản ứng lại thì Phương Tử Vũ đã tung mình nhảy xuống thành, vài cái nhún người đã đi xa. Tử Vũ! Từ Ngạo Thiên vươn tay về phía Phương Tử Vũ rời đi như muốn giữ lại, kết quả phát hiện mình không giữ được gì. Cuối cùng nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ nện một quyền trên tường thành.
tức thì đập vỡ một khối đá lớn hộ thành. Binh lính xung quanh và dân chúng đang ra vào dưới cổng thành đã sớm bị hành động của Phương Tử Vũ làm cho ngây người. Tuy rằng hiện tại thế tục giới đã biết chuyện liên quan tới người tu chân, nhưng chân chính có thể gặp qua cũng chỉ có một ít người. Không giống như vừa rồi, nhị chủ công mà bọn họ kính sợ, Phương Tử Vũ, người mà một mình chặn đứng mấy vạn đại quân, một mình diệt môn, môn phái tu chân, lại cứ như vậy từ trên tầng thành, cao mấy chục thước nhẹ nhàng nhảy xuống. Thân mình còn chưa chạm đất, người đã nhẹ nhàng đi xa, việc này ở trong mắt người thường quả thực chính là thần tích. Sau lại thấy, một quyền khi bi thống của Từ Ngạo Thiên đập nát đá hộ thành, khiến cho binh lính xung quanh hưng phấn không thôi, thầm nghĩ mình thật sự chọn được một chủ công tốt. Tuy rằng bọn họ không biết Phương Tử Vũ vì sao đột nhiên bay đi, nhưng tất cả mọi người đều biết danh hiệu của hắn và Từ Ngạo Thiên không thể tách rời. Có thể Phương Tử Vũ chỉ tạm thời đi ra ngoài làm việc, cho nên cũng không có bao nhiêu người quá mức để ý việc Phương Tử Vũ rời đi. Duy nhất cảm thụ được một phần phân ly bi thương chỉ có một người cô độc đứng thẳng ở trên tường thành. Thiếu niên đó lại không thể bộc lộ sự bi thương dưới ánh mắt chăm chú của quân dân dưới thành. Một cánh tay nhỏ bé mềm mại ở phía sau nhẹ nhàng khoát lên lưng Từ Ngạo Thiên. Hắn chậm rãi quay người, thấy vẻ mặt của Lăng Nguyệt chăm chú nhìn mình. Từ Ngạo Thiên nhẹ lắc đầu, thấp giọng nói: "Hắn đi rồi, vĩnh viễn cũng không về được." Lăng Nguyệt cả người run rẩy một chút, rất nhanh liền bình tĩnh lại nói: "Nơi này gió lớn, huynh vừa mới tỉnh lại, đi về trước đi." Tuy rằng Lăng Nguyệt vẫn tận lực duy trì bình tĩnh, nhưng trong giọng nói rõ ràng còn có chút run rẩy. Từ Ngạo Thiên lắc lắc đầu nói: "Hãy để ta đứng đây một lát." "Từ đại ca." "Muội đi về trước đi." Lăng Nguyệt yên lặng một lát, thấp giọng nói: "Muội ở lại cùng huynh." Từ Ngạo Thiên không nói nữa, chỉ lặng lặng đứng đó mặc cho gió thổi, nhìn về phía xa nơi thân ảnh của đệ đệ sinh tử tương giao vừa biến mất. Qua một hồi, một tiếng Ngạo Thiên hiền hậu vang lên phá vỡ sự yên tĩnh này. Từ Ngạo Thiên thấp giọng nói: "Sư thúc tổ." Lão đạo sĩ ở phía sau bước từng bước đi tới hỏi: "Nó đi rồi sao?" Từ Ngạo Thiên môi hơi giật giật, một lúc sau mới nói: "Phải." Lão đạo sĩ cùng hắn sóng vai đứng ở đầu tường nói: "Như vậy đúng là lựa chọn tốt nhất." Từ Ngạo Thiên không nói gì, chỉ là trên mặt lộ ra một chút chua xót. Lão đạo sĩ thở dài một hơi nói: "Phương tiểu tử lần này gây họa thật sự quá lớn. Ta mặc dù có tâm giúp hắn, nhưng cũng là lực bất tòng tâm." "Con biết." Lão đạo sĩ chăm chú nhìn Từ Ngạo Thiên hồi lâu hỏi: "Ngươi sẽ không trách lão nhân gia ta chứ?" Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói: "Con chỉ tự trách mình vô dụng. Những việc Tử Vũ làm hết thảy đều là vì con." "Đây là số mệnh à." Từ Ngạo Thiên trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng hỏi lại: "Sư thúc tổ, bọn họ sẽ đối phó với đệ ấy như thế nào?" "Sau khi sự việc kia bại lộ, tu chân giới đã hạ cách sát lệnh, thề truy sát đến chân trời góc biển. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác." "Không được." Từ Ngạo Thiên buột miệng nói lớn: "Bọn họ không thể đối xử như vậy với Tử Vũ được." Lão đạo sĩ ánh mắt phức tạp nhìn hắn một chút, nhẹ giọng nói: "Cách sát lệnh đã hạ thì không thể sửa đổi được đâu. Tin tức hai người các ngươi trở về lần này khẳng định không giấu được bao lâu đâu. Tin tưởng Đông Hải rất nhanh sẽ có người tu chân tụ tập. Đến lúc đó ngươi nhớ viện cớ, cái gì cũng không biết, còn những cái khác để ta nói đi." "Không, như vậy là không công bằng với Tử Vũ." Lão đạo sĩ nghiêm mặt: "Ngạo Thiên, ngươi cũng biết hoàn cảnh hiện tại của ngươi mà." "Con..." Lão đạo sĩ lời lẽ nghiêm khắc nói: "Trước không nói, lấy Đông Hải làm chính, hạnh phúc của hơn 10 vạn binh lính và trăm vạn dân chúng đang nằm trong tay ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi ngang nhiên kêu oan cho nó, nhất định mang đến tai vạ cho Ngọc Khư Cung ta. Vì chuyện của Phương tiểu tử, hiện tại trong Ngọc Khư Cung đã xảy ra tranh chấp rồi. Nếu như ngươi lại gây thêm chuyện thì cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc Khư Cung ta sẽ bị hủy hoại trong một sớm. Ngươi tất nhiên là tội nhân thiên cổ." Mắt Từ Ngạo Thiên ửng đỏ nhưng vẫn cố nén không để mình rơi lệ. Lăng Nguyệt bên cạnh lệ đã sớm vương đầy mặt, chỉ là không dám khóc thành tiếng kinh động đến Từ Ngạo Thiên. Lão đạo sĩ thở dài, ngữ khí có chút dịu đi: "Phương tiểu tử một mình rời đi đã thấy được quyết tâm của nó. Nó không muốn liên lụy đến ngươi à. Hai tử đừng phụ phần khổ tâm này của nó." Nói xong, lão đạo sĩ cũng không đợi Từ Ngạo Thiên nói, đã xoay người xuống thành.
Lão từng bước một chậm rãi đi xuống. Giờ khắc này, Từ Ngạo Thiên phát hiện lão đạo sĩ dường như đã già nua đi rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn con đường nhỏ đã sớm không còn bóng dáng người thân, Từ Ngạo Thiên trong lòng tràn ngập bi thương lẩm bẩm. Từ Vũ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 16 của bộ truyện Yêu Hồ Loạn Thế tạm thời kết thúc tại đây. Để theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện, mời quý vị và các bạn hãy đón xem trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện có những giây phút vui vẻ, thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.